Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài văn tả về con cá vàng ngắn gọn. Nội dung như sau. Gia đình em có nuôi rất nhiều những con vật như chó, mèo, thỏ, nhưng em thích nhất là chú cá vàng trong bể nước. So với những chú cá chép hay cá trê mẹ em mua về từ ngoài chợ, thì chú cá vàng bé hơn rất nhiều. Chú có bộ vây màu vàng cam tuyệt đẹp, cùng chiếc đuôi mềm mại màu trắng như chiếc quạt lụa, lúc nào cũng lắc lư qua lại. Chiếc đuôi của chú vừa giúp chú cá trở nên đẹp hơn, đồng thời cũng đóng vai trò là chiếc bánh lái, giúp cho chú bơi trong làn nước mát. Hai bên thân chú cá cũng có rất nhiều những cái vây khác, trông như những mảnh vải mềm mại. Vì cá vàng thuộc họ cá chép, nên chú cá cũng có hình dáng hao hao giống với cá chép. Mắt của chú cá hơi lồi, còn cái miệng thì cứ mở ra đóng vào để thở, trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Em thích nhất là được cho chú cá ăn. Mỗi khi em dắt thức ăn cho cá xuống, thì dù ở đâu, chú cũng lao đến nhanh chóng đớp lấy mồi. Em rất yêu quý chú cá vàng. Em sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc chú thật tốt để chú cá có thể ở bên làm bạn và vui đùa với em.